Rồi, chào bác ơi. Hôm nay xin giới thiệu cho mọi người một cái bộ mũi phay gỗ của hãng Total ha. Thì cái bộ này nó gồm là 12 món. Thì cái phay này nó có cái đường kính là 6 ly. Thì hiện tại bên cửa hàng tôi có sẵn là 6 ly, 8 ly và 12 ly ha. Thì cái 6 ly này nó sử dụng được cho các máy nội địa của Nhật á, như có hàng Hitachi rồi đó. Thì vừa rồi tôi cũng bán cho các anh máy nội địa của Nhật ha. Đây, trang bị một cái bộ mũi phay rất là đẹp à, thì cái này là cái đầu vít, cái đầu là đầu lục giác này, để chúng ta dặn đó à, đây quay sát rồi xem ha. Đây túi, đây túi nè đó. Đây cái bộ này là gồm là 12 mũi phay nha, 12 mũi phay đó, cốt 6 ly, đựng trong một hộp gỗ rất là đẹp. Hàng Total là hàng công nghiệp rồi ha, xài sử dụng rất là yên tâm đó. Thì vui lòng người xem một cái ha, đây rất là đẹp. Đây, cái dao này rất là bén nha, chúng ta phải tháo ráp cẩn thận đó. Nếu mà để cà lê mô lết mà nó vô đây là nó bị mẻ lưỡi của chúng ta đó, mẻ là không có xài được ha. Đó, người xem, tôi cố gắng tôi quay gần cảnh cho người xem được cái chi tiết hàng của nó, rất là đẹp. Trên hộp nhựa này nó cũng thiết kế nè, trên đây là nó cao su để chúng ta nhét vô rất là êm tay ha, nhét vô rất là êm đó ha. Thì thằng Total này nó được sản xuất thành cái mũi phone này có 6 ly, nên chúng ta có thể mua được những cái máy phay của những hàng nội địa của Nhật á, thì chúng ta xài gắn như được ha. Thì bên cạnh đó nó cũng sản xuất ra những cái bộ, ví dụ như cái cốt này là 8 ly, 10 ly, 12 ly, thì nó thiết kế nhìn cho những cái máy mà của hàng Trung Quốc của tụi nó ha. Hãng Total được cái nó làm như vậy rất là tốt ha. Đó, mọi người xem nguyên cái bộ này thì nó chỉ có giá là 320.000 thôi nha mọi người, đựng trong một cái hộp gỗ rất là sang trọng ha. Xài xong đem bỏ vô đi dẹp ha, không cần phải mua lẻ tẻ từng mũi nữa ha. Đó, rất là đẹp ha. Rồi, mọi người có nhu cầu mua hàng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình nha. Rồi, cảm ơn.